Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang có được những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động G-Tech Community. Thì ba cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của đội bóng được huấn luyện bởi huấn luyện viên Thomas Frank, đó sẽ là Kevin Schneider, Henderson, huấn luyện viên trưởng của Crystal Palace, đó là ông Oliver Glasner. Nguy hiểm. Năm ngoái thì Win Hills đã có tổng cộng là 23 trận đấu xuất phát trong đội chính thức của Crystal Palace. Cũng mùa hè vừa qua thì Kamada đã ghi được 2 bàn thắng cho Crystal Palace. Được chuyền vào. Rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ để ý bước di chuyển của Thuyết Mitchell từ hành lang cánh trái. Một khoảng trống mênh mông ở phía trước mặt Thuyết Mitchell. Kamada đứng trách sang bên phía trái, rất nguy hiểm, không vào. Đã có một cầu thủ của Brentford nằm xuống, nhưng quả đá bóng chìm này vẫn rất căng. Chúng ta nhìn thấy sự bất ngờ đến từ các cầu thủ này rất cao. Trong ít phút vừa qua thì Anderson đã xuất hiện một cách thường xuyên hơn, thì hơi nhẹ mặc dù quỹ đạo là khá khó chịu. Cú sút ngay rất nguy hiểm. Lưới của Brentford đã rung lên, nhưng có vẻ như trước đó đã có tiếng còi của trọng tài Barros. Rất bất ngờ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại quả đá này của Eberici Eze. Một cú sút theo kiểu Cristiano Ronaldo. Tất cả đều bất ngờ. Và ngay cả Eberici Eze cũng rất bất ngờ nữa, bởi bàn thắng đã không được công nhận khi mà Win Hughes đã có một tình huống dường như là phạm lỗi. Vẻ mặt của các cầu thủ trên sân thì tỷ số vẫn sẽ là 0-0 mà thôi. Rất đáng tiếc dành cho Eberici Eze. 21 và 2023. Pha lên bóng của Brentford, đây là Embebo. Đi bóng vào và dứt điểm trăng. Rất nguy hiểm và tỷ số là 1-0 dành cho Brentford. Và những cảm xúc tiêu cực của Crystal Palace lại còn bị dội một gáo nước lạnh với pha làm bàn này của Embebo. Một pha triển khai rất nhanh gọn. Vissa đã có một đường chuyền, một chạm rất tốt. Nhưng công lớn ở trong pha lập công này đó chính là Embebo, người đã có một pha đi bóng hợp lý để tự tạo ra cho mình khoảng trống và tung ra cú dứt điểm. Lần này thì đội trưởng McQuay đã không thể cản phá thành công để thông đồng cho Brentford ở trong mùa giải năm nay. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đường chuyền rất hay. Không được. Terry Mitchell đã có một pha bóng thiếu lực. Và nó cũng không thực sự là một hướng phá bóng an toàn dành cho khung thành của đội nhà. Kamada không kịp. Đó là một tình huống mà chúng ta cùng xem lại góc máy này. Góc máy này có thể sẽ là rất rõ, nhưng đúng là đã có pha băng giá chính xác của Mark Blakeman. Vòng đấu mở màn của ngoại hạng Anh, và rõ ràng bất cứ chuyến hành quân nào cũng sẽ là rất khó khăn. Và người khéo léo sút ngay, không vào. Thiếu chút nữa thì tiền đạo người Đức đã có được bàn thắng đầu tiên của mùa giải năm nay, và là bàn thắng thứ hai dành cho Brentford ở trong trận đấu này. Một tình huống ngoặt bóng quá tuyệt vời đến từ Embebo. Kamada, tuyến hai, Mateta.
Amada đã việt vị rồi. Rất nguy hiểm. Người tình huống đưa bóng về phía cột 2 đầy bất ngờ của các cầu thủ Brentford. Cú sút rất nguy hiểm, bóng đổi hướng nhưng không vào. Một phen hú vía dành cho những cầu thủ viên của đội chủ nhà. Watson sút ngay. Watson đang liên tiếp tung ra những. Chúng ta cùng xem lại quả đá của cầu thủ mang áo số 20. Rất nguy hiểm. Và lưới của Brentford đã rung lên. Sức ép liên tiếp mà Crystal Palace tạo ra và có vẻ như điều đó đã khiến cho những bất ngờ bắt đầu xuất hiện. Một tình huống phải nói là quá vô duyên. Mùa giải năm ngoái trời thăng hoa, đạt được một trong những vị trí tốt nhất trong lịch sử của Ngoại hạng Anh. Và đó thêm một pha lập công nữa nhưng đã có lỗi việt vị của Eduard. Bóng được luân chuyển và đến vị trí của Eduard một cách rất thuận lợi. Nhưng có vẻ như tiền đạo số 22 đã di chuyển quá sớm. Lỗi việt vị tương đối rõ ràng. Chính xác. Camara. Cú sút. Thêm một quả đá nữa qua đường Watson. Đã có gạt. Camara xử lý quá chậm. Nó gạt. Thủ với Watson hai người. Eduard. Quả đá chân trái. Rất nguy hiểm, cơ hội dành cho Brentford. Và tỷ số đã được. Một pha bóng loạng choạng từ hàng phòng ngự của các cầu thủ áo vàng. Thì hàng tấn công của Brentford đã có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Dean Henderson đã có một tình huống hơi lỡ trớn nhưng anh vẫn có thể đẩy trái bóng ra. Nhưng hơi đáng tiếc là trước mặt anh đã là Yone Vissa. Quá khó dành cho Dean Henderson khi mà anh đã Jefferson Lema, Jordan Ayew và Eduard, những cầu thủ ở hàng tiền vệ và hàng công. Eze. Cú sút. Đá nòn của Eze nhưng Eze vẫn có bóng. Eze, Eze qua người. Một chuyền hay, rất nguy hiểm, không vào. Một pha dứt điểm có thể nói là tương đối khó dành cho Jordan Ayew. Sẽ cần có một cảm giác bóng rất tốt từ cái mũi chân của mình. Eze tiếp tục là Eze và vẫn là một cú dứt điểm vào. Ngày hôm nay thì họ đang cho thấy rằng là họ đã sẵn sàng. Vâng, và đó là tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Brentford và Crystal Palace trên sân vận động G-Tech Community.